Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Bản tin số 12 ngày hôm nay sẽ bao gồm những tin chính sau đây. Nissan Navara phiên bản 2021 với mức giá khởi điểm cho phiên bản cao cấp nhất khoảng 867 triệu đồng sẽ có gì để cạnh tranh với Ford Ranger. Kia K8 khoe những hình ảnh về một không gian nội thất vô cùng sang chảnh. Toyota Mirai 2022 được ra mắt tại châu Âu. Để đến với bản tin, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nha. Xin chân thành cảm ơn. Nissan Navara phiên bản 2021 đã chính thức ra mắt tại Thái Lan vào cuối năm 2020. Đây cũng là thị trường đầu tiên trên thế giới Nissan trình làng mẫu xe này. Trong đó phiên bản cao cấp nhất là Nissan Navara Pro sẽ có một mức giá bán lên tới 1 triệu 149.000 bạt, tương đương với khoảng 867 triệu đồng tiền Việt. Ở trên phiên bản mới, Navara trông dữ dằn và bụi bặm hơn so với phiên bản cũ, với phần mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, cản dưới, la răng đều được sơn đen hoàn toàn. Xe vẫn được sử dụng la răng kích cỡ là 17 inch, giống với phiên bản cũ. Tuy vậy thì ở trên phiên bản mới, Navara 2021 đã được trang bị một bộ lốp đa dụng All-Terrain, kích thước là 255-65. Tuy nhiên, điểm mà khiến cho tôi cảm thấy ấn tượng phải kể tới cụm đèn chiếu sáng full LED có cách tạo hình với 4 bóng con nằm ở phía bên trong, cho khả năng chiếu sáng tốt hơn 38% so với thế hệ trước. Phần đuôi sau Nissan Navara 2022 được trang bị một cụm đèn hậu dạng LED có thiết kế trông rất phức tạp. Bên cạnh đó, cửa thùng sau tích hợp thêm hệ thống trợ lực giúp việc đóng mở sẽ nhẹ nhàng hơn. Khoảng sáng gầm sẽ tăng lên khoảng 10mm so với phiên bản tiền nhiệm. Nissan Navara Pro có khoảng sáng gầm lên tới 225mm, trong khi đó các đối thủ chỉ ở mức khoảng 200-210mm. Tổng quan kích thước thông số kỹ thuật xe như sau: chiều dài lên tới 5.260mm, chiều rộng là 1.875mm và chiều cao là 1.840mm, trục cơ sở đạt 3.150mm, khối lượng không tải của xe khoảng 2.083kg. Nếu so sánh với đối thủ là Ford Ranger thì Nissan Navara gần như không có nhiều những cái sự ấn tượng nổi bật ở phần phía bên trong khoang cabin xe, vẫn là cái vô lăng thiết kế theo kiểu dạng hình quần xịt. Nhìn chung tôi cho rằng không thực sự bụi bặm và off-road như ở phần phía bên ngoài ngoại thất. Đây là điểm yếu của Nissan trong nhiều năm qua. Phần đồng hồ tablo chỉ được sử dụng dạng analog bán điện tử kết hợp với màn hình thông tin 7 inch bên trong. Trong khi đó, màn hình giải trí 8 inch có thiết kế rất cổ điển, có khả năng kết nối với Apple CarPlay. Tuy nhiên thì màn hình này lại không được tích hợp thêm chức năng Android Auto. Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích xi lanh là 2.3 lít, cho ra tổng công suất là 190 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 450 Newton, đi kèm với cụm hộp số tự động 7 cấp. Cá nhân tôi cho rằng nếu như so sánh với đối thủ Ranger với khối động cơ 2.0 lít tăng áp kép, sản sinh ra khoảng tầm 213 mã lực, đi kèm với cụm hộp số tự động 10 cấp số. Toyota Hilux là 201 mã lực. Về mặt vận hành thực tế thì chúng ta chưa thể kết luận được điều gì. Tuy nhiên, nếu như so sánh về mặt con số thì Navara 2021 có lẽ chưa đủ sức thuyết phục. Tuy nhiên thì Nissan Navara lại được trang bị rất nhiều những công nghệ hiện đại và an toàn. Nổi bật nhất là cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp thông minh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo trạch làn đường và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống camera 360 độ giúp cho người lái dễ dàng quan sát thông qua 4 camera lắp quanh xe. Hệ thống camera này sẽ có chức năng ghi video khi xe đang di chuyển. Với những công nghệ an toàn như vậy thì tôi cho rằng Nissan Navara đang có thể là lấn lướt hơn so với một số đối thủ. Tuy nhiên thì về thị trường Việt Nam, không biết là mẫu xe này có bị cắt bớt đi những option hay không. Chúng ta còn phải chờ đợi ngày thực tế ra mắt của mẫu xe này tại Việt Nam. Nhìn vào những hình ảnh bên trên màn hình, các bạn sẽ thấy rằng là nội thất của xe được thiết kế theo kiểu dạng 2 tầng. Toàn bộ phần màn hình trung tâm kết nối liền với cụm đồng hồ tablo, có nhiều cái sự tương đồng giống với dòng xe Mercedes-Benz S-Class. Toàn bộ hệ thống điều hòa được điều chỉnh bằng touchpad, vô lăng 3 chấu với logo mới của Kia được đặt nằm ở chính giữa. Theo nguồn tin đến từ hãng xe Kia thì mẫu xe K8 được trang bị một dàn âm thanh 14 loa Meridian cao cấp, đèn viền nội thất Ambient Light và các bề mặt gỗ cao cấp đều lấy cảm hứng từ du thuyền hiện đại. Ốp kim loại chế tác đỉnh cao và da Nappa khâu họa tiết kim cương trên cửa ghế là một trong những cái điểm nổi bật trên chiếc xe này.
Cá nhân tôi cho rằng hiện nay tại các thị trường Mỹ và châu Âu, khách hàng đã chuyển sang sử dụng dòng xe SUV và crossover. Chính vì lẽ thế mà Kia K8 có thể sẽ chủ yếu phân phối tại quê nhà Hàn Quốc và một số các thị trường đang phát triển, trong đó có cả Việt Nam. Còn nói riêng về mặt thiết kế của Kia thì kể từ khi hãng có giám đốc thiết kế mới là Luke Dunkelwerk thì Kia đã có những cái sự thay đổi rất nhiều về ý tưởng thiết kế cho một chiếc xe sau khi hãng xe này sụt giảm cả về doanh số cho tới lợi nhuận trong nhiều năm qua. Toyota Mirai 2021 được ra mắt tại châu Âu được thay đổi hoàn toàn so với thế hệ đầu tiên. Chiếc xe sedan này chuyển sang nền tảng khung gầm GAL và sử dụng hệ thống dẫn động cầu sau. Xe có kích thước chiều dài lên tới 4.975mm, chiều rộng là 1.885mm và chiều cao là 1.470mm và chiều dài trục cơ sở đạt là 2.920mm. So với thế hệ trước thì Mirai 2021 dài hơn 85mm, rộng hơn 70mm, thấp hơn 65mm và trục cơ sở dài hơn 140mm. Những điểm nổi bật ở phần phía bên ngoài ngoại thất xe, có lẽ chúng ta phải nói tới cụm đèn chiếu sáng LED lấy cảm hứng từ những dòng xe sedan ES và LS của Lexus. Trong khi đó, lan can xe sở hữu kích thước rất lớn, đa chấu, sử dụng bản lốp phách mỏng, trông rất thể thao. Ngoài ra, mui xe được làm thấp dần về phía sau, mang hơi hướng của những mẫu xe sedan Light Coupe. Ở phía đuôi sau, Mirai 2021 được phân mảnh với những đường cắt xẻ, hệ thống đèn hậu có họa tiết chữ L cách điệu mang cảm hứng từ Lexus. Cảm ba đợt sốc phía bên dưới được sử dụng nhựa sần, sơn đen đều rất hài hòa với thiết kế ở phần đầu và phần thân xe. Toyota Mirai 2021 được trang bị một khối động cơ điện sản sinh ra công suất là 179 mã lực. Theo Toyota thì chiếc xe này có thể tăng tốc từ 0 lên 100 trong vòng 9 giây, đạt tốc độ tối đa lên tới 175 km/h. Điểm nổi bật ở đây đó là ngoài sử dụng động cơ điện, xe còn được trang bị đi kèm 3 bình khí hydro đặt theo hình chữ T, giúp cho xe di chuyển quãng đường lên tới 650 km. Quá trình làm đầy 3 bình khí hydro này chỉ tốn mất khoảng 5 phút. Bước vào bên trong khoang cabin xe, Toyota Mirai có rất nhiều nét tương đồng giống với thiết kế của những mẫu xe Lexus ES và LS. Nổi bật nhất là phần màn hình trung tâm giải trí 12,3 inch. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị khá nhiều những chức năng hiện đại, ví dụ như là màn hình HUD, toàn bộ phần ghế ngồi tích hợp sưởi và làm mát. Cá nhân tôi cho rằng nếu như để so sánh với các đối thủ ở trong phân khúc thì Toyota Mirai 2021 có nhiều điểm nổi bật và ấn tượng không hề thua kém, thậm chí có phần lấn lướt hơn về mặt vận hành. Tuy vậy thì phân khúc xe phổ thông bình dân cỡ lớn cũng sẽ rất cạnh tranh và có nhiều đối thủ sừng sỏ mà mẫu xe này phải đối mặt tại châu Âu. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 12 của Auto Việt Nam. Xin được cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo.